Lời đầu tiên, kênh Bất Động Sản Tùng Loan xin gửi lời chào đến toàn thể quý cô chú và anh chị. Hôm nay kênh xin review một căn nhà phố cách đường lớn Quỳnh Tấn Phát chỉ tầm 150m, hẻm trước nhà 6m, ô tô ga vào thoải mái luôn, rất là tiện nghi. Xung quanh khu vực nhà của chúng ta ở rất là nhiều tiện ích, như là đầu đường có bách hóa xanh, thế giới di động, điện máy xanh, cây xăng, trường học cấp 1, cấp 2, rất là nhiều tiện ích khác luôn. Và đây là hình ảnh mặt tiền nhà của chúng ta, nó rất là sáng sủa luôn. Một cái thiết kế bên ngoài đơn giản. Và từ ở bên ngoài chúng ta có hai lớp cửa. Một lớp cửa sắt 4 cánh và bên trong có một lớp cửa nhôm sinh pha 4 cánh cường lực. Rất là an toàn và chắc chắn luôn. Đó, và đây là một con hẻm trước nhà của chúng ta rộng rãi. Nhà có diện tích là ngang 3m2, dài 13m, hướng đông nam, một trệt 3 lầu. Sân thượng 5 phòng ngủ và 3 toilet. Và có một cái thiết kế không gian phòng khách cực kỳ rộng rãi luôn. Nhà được xây rất là kiên cố và chắc chắn luôn. Một không gian rất là dài, kể cả phòng khách cũng rất là dài và thoáng. Toilet được bật riêng biệt ở phía sau luôn. Trên thì gia chủ thiết kế làm được bằng trần thạch cao, đèn chùm chỉ nổi đi xung quanh viền nhà của chúng ta rất là đẹp. Đó. Bên tường thì gia chủ cũng là lót gạch lên được một đoạn, và tiếp đến đó là trang trí những cái phần mà nhựa alu, trang trí cho nó sáng sủa bên trong căn nhà, tiện cho chúng ta cái việc mà vệ sinh. Gia chủ gửi tặng bộ sofa ở trong không gian phòng khách nhà của chúng ta. Đặc biệt là nhà này có một căn duy nhất hiện tại là đang có sân thượng phía trước và phía sau rất là rộng rãi. Cho nên là cô chú hoàn toàn yên tâm. Có những cô chú anh chị nào đang cần có nhu cầu tìm nhà có cái sân thượng, và đây là một căn nhà mà chúng ta có thể là trong sự lựa chọn của quý khách hàng. Đặc biệt là nhà chúng ta hẻm xe hơi luôn và rất là thoải mái luôn. Đây là cái khoảng không gian bếp nè, rất là rộng rãi. Có sẵn là đường dây ống máy giặt, tủ lạnh đầy đủ, kệ tủ bếp gia chủ cũng lắp sẵn gửi tặng lại cho quý khách hàng. Trên là trần thạch cao đèn chùm, không gian bếp cũng rất là thoáng. Trần nhà của chúng ta rất là cao, cho nên là cái không gian bên trong căn nhà cực kỳ thoáng. Lúc trước bên kênh Bất Động Sản Tùng Loan có nhiều cô chú anh chị khách hàng cũng liên hệ qua để tìm những căn nhà nào mà có cái khoảng sân thượng ở trên mà diện tích là 4 phòng ngủ. Và bây giờ đây kênh Bất Động Sản Tùng Loan cũng có một căn mới duy nhất. Cô chú anh chị nào đang có nhu cầu thì hãy liên hệ cho kênh Bất Động Sản Tùng Loan để chúng em hỗ trợ quý khách hàng chúng ta đi xem nhà một cách thực tế nhất có thể. Với một cái chiều dài 13m thì hiện tại chỉ có một căn này duy nhất, rất là dài luôn, thoáng, đường, không gian xung quanh cũng rất là thoáng luôn. Dãy nhà phố cao tầng đồng đều và xây san sát nhau, cho nên là cô chú anh chị hoàn toàn yên tâm. Tiếp đến đây là một cái tầng 1. Tầng 1 thì được chia ra làm vị trí đó là hai phòng ngủ. Phòng ngủ phía trước và phòng ngủ ở phía sau. Chính giữa của chúng ta tách biệt là một toilet riêng biệt ở bên ngoài, tiện cho chúng ta cái việc mà vệ sinh. Bên trong căn phòng ngủ thì gia chủ cũng để trống cho chúng ta về tự thiết kế theo sở thích của mỗi gia đình. Có một cái ban công ở phía trước, rộng cũng 1,5m, để chúng ta có thể trồng cây. Xung quanh thì rất là thoáng luôn, thông thoáng. Dãy nhà phố cao tầng xây san sát nhau, có một mẫu thiết kế. Và đặc biệt là cái khoảng đường này thì chỉ có hai dãy nhà duy nhất đồng đều với nhau. Rất là đẹp. Nhà có ban công được làm bằng kính cường lực, rất là chắc chắn luôn. Mỗi bên trong căn phòng ngủ thì gia chủ đều lắp rèm cửa đầy đủ cho quý khách hàng. Phòng ngủ thì rộng rãi và thoáng. Và đây là cái toilet được đặt ở chính giữa nè, rất là rộng rãi luôn, tiện cho chúng ta cái việc mà vệ sinh. Hai phòng được đặt riêng biệt ở bên ngoài, rất là thoải mái, sạch sẽ nữa. Và đây là phòng ngủ ở phía sau, rất là rộng rãi luôn, cực kỳ rộng rãi và thoáng. Từ nhà của chúng ta di chuyển lên chợ Phú Xuân chỉ tầm 5 phút xe máy, và di chuyển về trung tâm Phú Mỹ Hưng khoảng tầm 7 đến 10 phút xe máy mà thôi. Đường rất là dễ đi luôn. Đó, đặc biệt một điều là khu vực chúng ta ở là khu dân cư hiện hữu, cao ráo, không ngập nước. Hàng xóm xung quanh rất là thân thiện và dễ thương luôn. Cho nên là cô chú hoàn toàn yên tâm.
và mỗi phòng thì gia chủ đi sẵn đường dây ống máy lạnh cho quý khách hàng. Mỗi bên trong căn phòng thì cái trần nó rất là cao và thoáng. Và phòng ở phía trước thì chúng ta sẽ có một cái ban công ở lầu 2. Ban công thì nó sẽ nhỏ hơn cái lầu 1 một tí, nhưng mà nó cũng có một cái không gian rất là thoáng. Bên trong căn phòng ngủ thì mỗi phòng rất là rộng rãi luôn. Con đường trước nhà của chúng ta rộng 6 mét, ô tô có thể đổ trước nhà thoải mái, cho nên là cô chú anh chị hoàn toàn yên tâm. Dãy nhà phố thì nó rất là đồng đều luôn, xây theo cái dạng mà thiết kế mà dãy mẫu nhà nó giống nhau, cho nên nhìn rất là đồng thanh đồng thủ và rất là đẹp. Bên trong căn phòng ngủ thì rộng rãi, rất là rộng. Chúng ta có thể bố trí được một cái giường ngủ và một cái tủ quần áo cũng thoải mái. Và em xin nhắc lại, pháp lý của căn nhà này là đồng sở hữu, sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ. Và đặc biệt một điều là chỉ là đồng sở hữu chỉ 3 căn mà thôi. Ba nhà thì 3 cái sổ riêng biệt, không ai chung với ai hết. Hoàn công và xây dựng cam kết đầy đủ. Chúng ta có thể là mua bán ký công chứng ủy quyền hoặc là ký công chứng mua bán đều được tại văn phòng công chứng nhà nước, và sẽ bàn giao lại sổ hồng của căn nhà cho quý khách hàng mua. Pháp lý cực kỳ rõ ràng và minh bạch luôn. Và giá của căn nhà hiện tại đang giảm cực sốc luôn, chỉ còn 2 tỷ 790 triệu còn thương lượng cho khách hàng thiện chí. Và đây là tầng 3. Tầng 3 thì có một cái sân thượng phía trước và sân thượng phía sau rất là rộng rãi luôn. Nhiều cô chú anh chị khách hàng sẽ rất là thích cái sân thượng như thế này. Và gia chủ cũng đã làm sẵn khung rào mái tôn ở phía trên cho chúng ta. Khung vào bảo vệ đầy đủ, cho nên là chúng ta đỡ một cái phần mà chi phí sắm sửa đầy đủ, hoàn toàn yên tâm. Đó, đây là cái khoảng sân thượng phía sau rất là rộng rãi nè. Chúng ta có thể là đặt máy giặt ở trên này hoặc là phơi đồ. Đó, rất là thoải mái luôn. Đây là gia chủ cũng thiết kế theo một cái phòng. Đó, chúng ta có thể là dùng cái phòng này sử dụng riêng biệt cũng được, hoặc là chúng ta có thể là đặt máy giặt hoặc phơi đồ thoải mái. Sân thượng phía trước thì cực kỳ rộng rãi luôn, rất là rộng. Chúng ta có thể trồng cây hoặc là làm những cái buổi tiệc mà cuối tuần gia đình tụ họp lên trên cái sân thượng này, ăn uống cũng rất là thoải mái luôn. Nhà chúng ta có một cái giếng trời ở phía giữa, từ cầu thang nhìn xuống thì nó rất là sáng sủa. Ban ngày chúng ta không cần sử dụng đèn cầu thang thì nó cũng rất là sáng và dễ đi. Hình ảnh bên trong căn nhà, không gian phòng khách cực kỳ rộng rãi luôn. Chúng ta có thể đậu xe phía trước cũng được, vài chiếc xe thoải mái. Và em xin nhắc lại, pháp lý căn nhà là đồng sở hữu 3 căn. Và mỗi nhà chúng ta có một cái sổ hồng riêng biệt, không ảnh hưởng đến các nhà xung quanh. Và hàng công sẽ cam kết xây dựng đầy đủ, mua bán có thể là ký công chứng ủy quyền hoặc là ký công chứng mua bán đều được tại văn phòng công chứng nhà nước. Và giá chỉ còn 2 tỷ 790 triệu còn bớt lập cho khách hàng thiện chí tại thời điểm này. Còn chần chờ gì nữa, cô chú anh chị cần xem nhà trực tiếp thì hãy liên hệ ngay hai số điện thoại tụi em có để trên màn hình. Đó là 0931 822 932. Số thứ hai đó là 0932 238 133. Kênh Bất Động Sản Tùng Loan xin hân hạnh được phục vụ đến toàn thể quý cô chú và anh chị khách hàng. Và lời cuối thì kênh Bất Động Sản Tùng Loan xin gửi lời chân thành cảm ơn đến toàn thể quý cô chú và anh chị rất là nhiều. Xin chúc quý cô chú và anh chị có thật là nhiều sức khỏe và vạn sự bình an trong cuộc sống. Xin trân trọng gửi lời chào tạm biệt ạ.